Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục quay trở lại với thử thách 24 giờ ăn tất cả đồ ăn ở trong Minecraft. Và đứng chào từ nãy giờ trời mưa mất tiêu luôn rồi sao ơi. Gì vậy? Trời mưa thôi, cái gì vậy? Trời ơi, đứng chào nãy giờ. Đứng chào nãy giờ mà trời mưa luôn bạn ơi. May mà ở trước mặt chúng ta có một ngôi làng. Ôi trời, sấm chớp đánh luôn rồi sao mày. Ôi đi vô. Thấy ghê quá à. Vô làng ngủ sao mày, cho trời hết mưa không? Thôi tí nữa trời mưa. Ok, đây, từ từ. Đây Phong có một cái giường nè. Sao nằm giường đó đi, Phong nằm giường này. Ok. Đó. Ngủ cho trời hết mưa bạn ơi, chứ thôi trời mưa sẽ rất là ồn, mấy bạn sẽ không nghe mình nói gì đâu. Rồi, ok. Rồi, trời sáng rồi. Ok bạn, thì ngày hôm nay mình với lại Sammy lại tiếp tục quay trở lại để làm tiếp cái series là thử thách 24 giờ ăn tất cả đồ ăn ở trong Minecraft mọi người ạ. Và như anh em cũng đã xem ở trong tập trước á, thì mình với Sammy đã kiếm được rất là nhiều đồ ăn ở trong Minecraft. Và mình đã ăn rồi đúng không? Đấy, và có rất là nhiều bạn bảo mình là anh ơi anh làm tiếp cái series này đi, bởi vì mấy bạn có vẻ là khá là thích cái series này. Và chính vì như vậy cho nên hôm nay mình và Sammy, hai đứa mình đã tiếp tục quay trở lại để làm tiếp cái series này cho các bạn xem rồi đây. Và các bạn hãy cùng đón xem coi ngày hôm nay mình và Sammy, hai đứa mình sẽ kiếm được những món ăn nào mới ở trong Minecraft nha bạn nha. Và trước khi vào video này nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký họ cho Sammy và tất cả thành viên của Hero Team đó nha mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi kiếm đồ ăn thôi nào. Let's go. Thì hôm nay là mình với Sammy đã rất là may mắn khi mà bọn mình đã bỏ cái ngôi làng lần trước bọn mình đi, và cuối cùng bọn mình đã kiếm được thêm một ngôi làng mới các bạn ơi. Và có vẻ rằng là ngôi làng mới này sẽ có thật là nhiều những món ăn mới để chúng ta ăn đó các bạn. Ok, thì trong tập trước á bọn mình đã ăn thịt bò nè và uống sữa bò nè, cho nên tập này mình sẽ không ăn thịt bò và uống sữa bò nữa nha. Mà tập này á mình sẽ ăn cái con gì đây ta? Có con kiều nè, hay là mình ăn thịt kiều ta? Mà khoan từ, ở Việt Nam mình bây giờ mà kiếm được thịt kiều rất là khó luôn bạn ơi. Tại vì mấy con kiều khó kiếm lắm, cho nên là chắc là không ăn thịt từ bọn nó đâu. Mình phải kiếm con gì đó nó dễ ăn hơn xíu. Sao làm vậy sao? Tôi đang bơi đó. Trời ơi, cái giờ này là cái giờ mà bọn mình đi kiếm đồ ăn mà bây giờ mà còn bơi nữa. Khoan. Ê, tính ra ở dưới hồ có cá mà bạn. Nha, tại sao chúng ta lại không lấy cá để ăn nhờ? Hợp lý. Ôi trời, Sammy bơi từ nãy giờ mà sao không để ý mấy con cá hả Sam? Trời ơi, cá là bạn không phải đồ ăn, đúng không? Nhưng mà cá là bạn không phải đồ ăn. Trời ơi, đây, để tôi. Thôi, xin lỗi mấy em cá nha, nhưng mà bây giờ anh gọi là không có đồ ăn, anh đành phải làm thịt mấy em thôi, anh xin lỗi mấy em nhiều nha. Rồi, đây, rồi, chúng ta đã có món cá, thì cá này là cá gì đây? Cá hồi sống à, ok, cá hồi sống. Rồi, mấy bạn ơi, chúng ta đã kiếm được món ăn đầu tiên là cá hồi sống nha bạn nha. Ok, rồi, đi tiếp. Bây giờ vô trong làng kiếm thêm đồ ăn nè. Một món đầu tiên là cá hồi sống rồi nè. Sam ơi. Gì vậy? Sam ăn cỏ không? Để Phong hái cỏ đó Sam ăn. Sao ông xem tôi là thực vật hay động vật vậy? Lúc trước ông cho tôi ăn đá mà giờ tôi chưa ông cho tôi ăn cỏ. Sao? Thôi tôi giỡn đó mà. Được rồi. Ui, ở chỗ này có nhà của gọi là anh thợ rèn nè. Đây đây, hello anh thợ rèn. Để mình vô trong nhà anh thợ rèn mình coi nhà anh thợ rèn có món gì ăn được không nha các bạn nha. Mình hy vọng là nhà anh thợ rèn sẽ có đồ ăn. Ok, đây có cái rương nè, để xem coi. Mà là cầu mong là có đồ ăn. Ok, mở ra. Ui, có táo nè, bánh mì. Ủa, táo với bánh mì là ngày hôm qua mình với Sam ăn rồi, cho nên hôm nay bọn mình sẽ không ăn nữa. Ủa, có món mới nha các bạn nha, bánh quy. Được, bánh quy hợp lý nè. Sam ơi. Này, tôi đang bơi với mấy cá nè. Đâu, qua đây, trời ơi, bơi cái gì nữa, giờ mình đi kiếm đồ ăn mà bơi cái gì. Đây, hồi nãy đâu? Nha, mình với Sammy đã kiếm được cá hồi ở dưới biển nè. Đó, à nhầm, dưới sông chứ. Đó, bây giờ mình đã kiếm được thêm hai cái bánh quy nữa. Thì tôi có bánh quy nha, bánh quy ngon nha. Bánh quy ngon. Ok, rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn hai món ăn đầu tiên. Đó chính là bánh quy cùng với cá hồi nha bạn nha. Và ở đây là mình đang có cá hồi sống nè. Mình không có lò nướng để mình nướng cá lên. Cho nên là giờ sao ta? Chẳng lẽ giờ mình ăn cá sống ta? Yêu, sao ăn được? Làm sao ăn được? Ơi, ai nói? Tính ra là mấy bạn biết không? Ở bên Nhật Bản
người ta có món cá sống, mấy bạn biết đó món là món gì không? Đúng rồi, đó chính là món sushi. Đó, sushi người ta vẫn ăn cá hồi sống được. Cho nên hôm nay hay là mình sẽ thử ăn cá hồi sống ha. Mình sẽ không ăn đồ chính nữa, mình sẽ thử ăn cá hồi sống nha các bạn nha. Ok. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn hai món đầu tiên, đó chính là bánh quy và cá hồi sống nha các bạn nha. Let's go, ăn thôi. Rồi ok bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn món cá nha các bạn nha. Thì như anh em cũng biết thì bọn mình vừa mới kiếm được một con cá hồi ở trong Minecraft. Và bởi vậy cho nên bọn mình đã phải cố gắng đi kiếm món cá hồi ở ngoài đời thực các bạn ơi. Đây, món cá hồi ngoài đời thực nha. Mà nó là cá sống luôn nha, tại vì ở trong Minecraft là cá sống. Cho nên là bọn mình ở ngoài bọn mình cũng sẽ ăn cá sống luôn. Đấy, nhớ bạn nhớ nè, cá hồi sống mới ăn được nha. Tại vì đây là một món ăn của gọi là Nhật Bản, người ta ăn được thì chúng ta mới ăn nha. Chứ mấy bạn đừng có ra ngoài chợ bạn mua con cá lóc hay con cá chơi mà mấy bạn về bạn ăn sống nha. Không có ăn được đâu nha bạn, đau bụng đó. Sam sao Sam? Bởi vì dẫn cá không quên à. Và trước khi mình ăn các bạn thì mình phải gọi là bỏ một ít gọi là nước tương vô, ok? Đây, đây chính là bịch nước tương mà mình mua được nè các bạn. Thì ở trong cái quán sushi này họ tặng cho mình cái bịch nước tương này thì nhìn khá là lạ. Cho nên mình sẽ bỏ vô thử, ok. Ok, thì nói chung á là mình mua cái phần sushi này nè. Thì người ta cho mình thêm cả bạch tuộc nè. Với lại là gọi là những cái cá chích nữa. Nhưng mà ở trong Minecraft chúng ta chỉ kiếm được cá hồi thôi. Cho nên mình sẽ ăn cá hồi nha các bạn nha. Đây, cá hồi. Mời các bạn nha, ok, mình sẽ ăn đây. Thật sự rất là ngon luôn các bạn. Có bạn nào ghét ăn cá như mình không? Mình là không phải ghét nha, mình là bên nhà mình bị dưỡng nha mọi người. Thật sự là món cá hồi rất là ngon luôn các bạn. Ở đây còn cá chích đồ cái kiểu nữa nhưng mà mình không được ăn. Tại vì mình chỉ kiếm được cá hồi trong Minecraft thôi. Buồn quá. Rồi ok, và các bạn xem video chắc các bạn cũng biết mình đã kiếm được những món nào ở trong Minecraft rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn món gì nào? Đó chính là bánh quy. Thì hồi nãy mình với Sammy đã kiếm được bánh quy ở trong Minecraft. Cho nên bây giờ bọn mình sẽ ăn nó ở ngoài đời thật nha bạn nha. Đây. Chúng ta sẽ lấy bánh quy ra. Y xì luôn á, không khác gì luôn nè. Đây, mấy bạn nhìn nè. Đó, y hệt như bánh ở trong Minecraft luôn. Không hề khác một tí nào luôn. Nó cũng là một cái bánh quy và có những cái hạt cacao ở phía trên. Y hệt luôn nha. Và đặc biệt hơn nữa là nó khá là thơm mấy bạn ơi. Cực kỳ thơm luôn, thật sự. Ok, vô nào. Vô. Ôi, mềm mềm mềm. Ngon. Ui. Ngon nha. Ngon. Ngon mẹ ơi. Ngon cực kỳ. Mình phải công nhận là bánh này ngon cực kỳ các bạn ạ. Wow, ngon phết. Chắc là tôi sẽ thành fan của món bánh này luôn quá. Phải nói rằng là cái cacao nằm phía trên này nó cực kỳ thơm mà nó hơi có chút đắng đắng các bạn. Ăn nó cực kỳ cuốn luôn thời. Thật sự bây giờ mà mình ngồi ăn hết luôn cái đống bánh này cũng được luôn các bạn. Nhưng mà thời lượng video có hạn cho nên chúng ta sẽ đến cái món tiếp theo nha. Next. Nếu mình ngồi mình ăn riết là tí nữa hết video mình ngồi ăn cái này luôn á. Ok, ngon thiệt bạn ạ, ngon. Nhầm 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 nhầm, trời ơi, cá hồi sống siêu ngon luôn bạn ơi đó. Thì sao vậy, bánh quy ngon hơn. Bánh quy ngon hơn ạ, ừ, nói chung món nào cũng ngon hết. Nhưng mà rất tiếc là Sammy gọi là bị dị ứng cá. Cho nên là Sam không có ăn được cá hồi sống mấy bạn ơi. Nhưng mà không sao, mình ăn một mình cũng được, cũng rất là ngon. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm món ăn tiếp theo nào bạn ơi. Ok, let's go. Để mình xem coi, ở chỗ này là có gì đây. Có món gì ăn được không? Ui, rồi. Cà rốt nè. Ui, chỗ này có cà rốt, ui, có cả khoai tây nữa nè Sam. Gì vậy? Ui, toàn thức ăn gọi là gì ta, heo thì không à. Được, 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 có cà rốt với khoai tây là ăn được rồi nha. Còn này lúa thì bọn mình đã ăn rồi cho nên là bọn mình sẽ không ăn cái này nữa. Cái này nè Phong, tôi mới tìm được cái này nè, ăn thử đi. Ê, tính ra bà đưa tôi cục đất xong mà kêu tôi ăn đất hả bà nội? Nè, bà ăn mình bà đi. Ăn. Bà ăn mình bà đi. Ăn thử đi, mệt vô quá à. Ok thôi, đây. Không ăn. Chúng ta đã có món cà rốt và khoai tây bạn ơi, gì chưa gì vô đã có đồ ăn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ cà rốt với khoai tây đây để mình nấu nha. Khoai tây bỏ đây nè, nhưng mà mình không có than. À không sao. Ở đây có lava đó bạn, mình sẽ lấy lava để mình nấu nha bạn nha. Ok. Đây, còn cái xô nè, tôi còn cái xô đưa vô luôn nè. Đâu xô đâu? Đây. Thôi, cái xô này á tôi nghĩ rằng là bây giờ là Sam giữ một cái xô, Phong giữ một cái xô đi. Hôm bữa là mình đã gọi là uống sữa bò đúng không các bạn? Nhưng mà tính ra hôm nay mình ăn thì mình thấy là mình cũng ăn khá là nhiều rồi đó. Mình nghĩ rằng là mình cần phải kiếm thêm đồ uống thì chúng ta sẽ tiếp tục lấy sữa bò để uống tiếp nha các bạn nha. Ok. Ủa? Có con bò ở đây luôn nè. Đây là Sam, Sam. Đây. Trời ơi. Đây, tôi một ly sữa bò, Sam ly sữa bò. Rồi ok, hai ly sữa bò. Tiếp theo nữa là khoai tây. Ok, lấy ra cho mọi người một củ khoai tây nè. Ê,
ăn cảm giác heo thì ghê ha, ăn giảm cân dữ. Ờ nha, tính ra sao hôm nay đồ ăn hôm nay mình cảm giác nó heo thì quá bạn ơi. Cá hồi sống nè, là ăn cũng rất là tốt nè. Rồi sau đó là mình ăn thêm gì nữa? Bánh quy đúng không? Bánh quy thì nó không tốt cho lắm, tại vì nó khá là nhiều sô-cô-la cho nên là cũng không tốt cho lắm. Nhưng mà hôm nay mình ăn có thêm cà rốt với lại khoai tây nè. Ồ, hai món này mình đó. Nghĩ rằng là sẽ khá là healthy các bạn ơi. Ok. Rồi, bây giờ Sammy một củ khoai tây, Phong một củ khoai tây. À. Đây gọi là đồ ăn giảm cân Phong, tại vì lúc trước tập nhất mình ăn quá trời thịt rồi, bây giờ mình ăn giảm cân lại, nó cho tốt sức khỏe. Ok, tập này mình sang uống healthy nha các bạn nha. Rồi, thì bây giờ chúng ta đã có được ba món, đó chính là sữa nè, cà rốt và khoai tây. Ok, ba món này có vẻ là cũng đủ để ăn rồi các bạn. Rồi, vậy bây giờ mình với Sammy sẽ cùng nhau ăn cà rốt, khoai tây và uống sữa nha các bạn. Và món ăn tiếp theo chúng ta đó chính là khoai tây potato. Đấy bạn nhìn nè, nếu như các bạn chắc trong cam bạn không thấy đâu, nhưng mà cái khoai tây nó bốc khói luôn các bạn. Đây mình cho bạn xem nè, mấy bạn có thể nhìn thấy là cái khoai tây thực sự là bên ngoài, có thể là trong video bạn không thấy nhưng bên ngoài á là cái khoai tây đang bốc khói luôn các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau ăn nha. Nói chung là kiếm được khoai tây trong Minecraft thì chúng ta sẽ ăn khoai tây luộc. Khoai tây luộc nha. Tại sao trong Minecraft có khoai tây luộc ta? Trong Minecraft là khoai tây nướng, nhưng mà nhưng mà ở ngoài đây á chúng ta không có cái lò nướng cho nên chúng ta chỉ có thể luộc được thôi. Mà thôi nói chung miễn là khoai tây là được rồi. Ok. Ăn nha bạn. Nghỉ. Vô. Nó nhạt nhát à. Khoai tây ăn nó nhạt quá bạn ơi. Ăn nó không có ngon như là khoai lang. Ăn khoai lang á thì nó còn gọi là ngọt ngọt đúng không? Ăn khoai tây thì nó hơi gọi là nhạt. Hơi nhạt nhát à. Nó giống kiểu là gì ta, uống nước vậy. Nó còn dính răng nữa. Khó chịu quá. Vậy nó khoai tây đắp mặt được. Chết mặt. Trời ơi. Nó bốc khói luôn các bạn ơi, nó bốc khói luôn, nhưng mà trong camera thấy không ta? Không thấy, tôi thì không thấy lắm. Hình như là không thấy đúng không, nhưng mà ở ngoài nó bốc khói luôn các bạn. Thôi nói chung á là khoai tây á thì không phải là chơi đâu. Tại vì nói chung cũng là đồ ăn, nhưng mà thật sự là khoai tây mà ăn không á thì nó sẽ rất là gọi là nhạt luôn. Cho nên là Sam nửa củ, Phong nửa củ. Ok. Rồi. Thôi nói chung là thử thách mà, ráng ăn đi Sam. Ăn đi. Sao vậy? Nóng răng quá không? Mình ăn hết rồi bạn ơi. Cái này nó dính răng đó. Ăn nó có bị dính vô trong răng á, khó chịu. Dính răng khó chịu lắm. Thôi, nói chung là ăn khoai tây từ nãy giờ là cũng gọi là ngán rồi đó. Chúng ta cùng nhau chuyển qua món mới nha các bạn. Let's go. Món ăn tiếp theo của chúng ta. Carrot. Cà rốt các bạn ơi. Ok, Sam lít chạm vô cho. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn cà rốt. Nói chung á là mình ăn cà rốt á thì giống như củ dền thôi. Mình chỉ ăn nó khi mà người ta nấu canh thôi. Còn ăn không như thế này thì mình chưa ăn bao giờ nha các bạn. À, để mình bẻ nó ra thử nè. Ok. À, ok, sao mẫu nhỏ. Mình thích ăn cà rốt người là nó giòn hơn là cà rốt nó kiểu này. Cà rốt này là cà rốt luộc lên. Tôi ghét cà rốt luộc. Ok, ăn nha các bạn. Nói chung là cũng ngọt, cũng ngon. Nên ăn cà rốt nó tốt cho có thể. Nhưng mà thực sự là mình thì không thích cái mùi của cà rốt cho lắm. Cái mùi của cà rốt các bạn mình không hiểu sao, nhưng mà mình nghe mình cứ thấy hơi bị nhức đầu thế nào á. Mình không biết, nhưng mà mình nghe cái mùi của cà rốt cái mình cảm thấy bị nhức đầu á bạn. Mình không hợp với cà rốt cho lắm. Có nghĩa là mình ghét cà mùi các bạn. Mình ghét cà mùi mà. Ghê. Nói chung á là cũng được thôi, cứ ăn thì cũng không có ngon lắm. Nhưng mà nó rất tốt cho sức khỏe mọi người ơi, mình phải bổ sung nhiều chất như là cà rốt, rau củ quả, nó sẽ rất giúp cho sức khỏe mình càng ngày càng phát triển. Đó, đỡ béo nữa Phong. Món ăn tiếp theo chúng ta sẽ là sữa nha các bạn. Vô. Cái này thì trong tập trước các bạn đã xem rồi, mình đã giới thiệu rồi cho nên mình sẽ không giới thiệu nữa. Sữa được lấy từ con bò nhưng mà lại là sữa không đường. Ok. Nhâm, trời ơi quá ngon luôn các bạn ơi. Quá. Nhưng mà chỉ ngon ở trong game thôi nha, chứ ngoài đời không ngon nha các bạn. Dở cả hai món luôn.
Thôi luôn các bạn, tính ra là khoai tây với cà rốt á thì thật sự là ăn nó không được ngon lắm mấy bạn ơi. Nếu như mà nói là khoai tây á thì mình thích ăn khoai tây chiên hơn, nhưng mà tất nhiên khoai tây chiên thì nó sẽ không được healthy các bạn ạ, cho nên là cũng không tính. Còn cà rốt á thường là mình ăn là người ta nấu canh ăn mới ngon. Đó, chứ cà rốt mà ăn không thế này ăn nó hơi ghê các bạn ạ. Đấy, còn sữa khỏi nói rồi, sữa không đường cho nên là uống sao cũng được hết. Rồi, ok. Bây giờ là mình với Sammy đã ăn được xong thêm 3 món nữa nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm thêm mấy món ăn nữa nha. Ok. Món mới. Ê, đi Phong ơi. Ê, Sam, sao có muốn ăn bạch tuộc không? Không, ghê quá. Con này ghê lắm. Không, đi tìm con khác đi. Ăn bạch tuộc không chịu ăn, tính ra là mình muốn ăn bạch tuộc mà Sam không chịu cho mình ăn các bạn ơi. Buồn quá. À. Để xem coi có món gì ăn không. Ơi. Hay là mình tiếp tục giống tập trước là mình ăn thịt dân làng hay Sam? Mệt quá xong đam mê ăn thịt dân làng vậy. Ok. Ê, tính ra tôi mới vừa nói là ăn thịt dân làng, cái tự nhiên anh người sắt ảnh đi ngang qua ảnh nhìn tôi sao mà trời, có khi nào tí nữa anh quýnh tôi không? Chứ sao, bây giờ chạy lẹ đi ông quýnh bây giờ. Ok, vậy tìm gì ăn đi. Ui, có cái nhà gì ở đây đẹp quá nè Sam. Đâu? Cái nhà này lạ nha, tôi chưa bao giờ thấy cái nhà này ở trong Minecraft luôn á. Nhà cái cửa luôn. Nhà gì xây gì thông minh vậy? Trời, hình như nhà là nhà của mấy cái ông mà gọi là sao ta, người ta dân làng mà người ta làm sách phép ở trong Minecraft á. Ồ. Rồi. Sao xây khép cái cửa xây hai cái cửa này nó tốn gỗ rồi không? Tốn gỗ cũng đá quá trời. Ok, đây. Ui, chỗ này có bông hoa màu xanh nè. Để tôi lấy bông hoa tôi nhộm cái giường của tôi lại thành màu xanh, tại vì tôi có cái giường màu vàng thì tôi không thích màu vàng. Trời ơi, tôi sẽ nhộm màu xanh. Làm tôi ảo tưởng tượng ông hái bông hoa tặng tôi, hóa ra nhộm cái giường của ông. Buồn quá. Ủa, sao mà bà cứ suốt ngày bắt tôi tặng hoa vậy hả? Trời ơi, tặng hoa có ăn được sao? Đâu đúng không? Đây là sao? Chẳng mà tặng hoa nó vui, vui là ông quan tâm đến tôi hiểu không? Ủa? Ai biết được. Cái giường màu vàng bỏ bột màu xanh vô là không nhộm được nữa hả ta? Buồn vậy. Thôi kệ đi, thôi bây mình làm sao. Ok, bây giờ phải đi kiếm đồ ăn nè Sam ơi. Trời ơi. Đi thôi. Sammy cứ đi vòng vòng hoài sao mới không chịu đi kiếm đồ ăn gì hết trơn. Đi tôi hái ha, tôi bắt bướm trong xem nè đó, hiểu không? Tôi là đứa con gái dễ thương, dịu dàng, nét na. Để tôi lặn xuống cái đây tôi coi coi có món gì ăn được không, chẳng hạn như là ốc hay là cái gì đó. Con làm với mày đời lặn xuống lấy ốc đồ. Ôi, tính ra là ở trong Minecraft nó không có ốc mấy bạn ơi, không thôi là chúng ta sẽ cùng nhau ăn ốc nha. Trời ơi, chạy nước miếng liền. Ơi Sam, bên đây có con ong nè, hay mình ăn thịt ong đi. Gì? Trời ơi, ăn thịt ong nó chích cho mình xù đầu luôn, bây giờ nó phù rồi là nó sưng cái đầu luôn á. Ê, vậy? Quay Sam, bên này có con mèo màu đen nè, hay là ồ thôi bỏ đi con mèo. Trời con mèo ơi, không này, lao. Tôi giỡn thôi chứ ai mà đi ăn thịt bé mèo dễ thương đúng không? Trời ơi. Ok. Này, tôi thấy con ong đầu này tôi tới chọc ong thử coi ong làm gì tôi không? Vô cái nhà coi có gì không? Ồ cái nhà này có bánh mì với táo, nhưng mà bánh mì với táo tập trước mình ăn rồi. Thôi mình không con ăn đâu. Con ong kia đứng lại, tớ sẽ đánh cậu. Sao? Cái ruộng kia tôi thấy có cái củ gì đỏ đỏ kìa. Ôi đi qua xem nào. Đây bên này. Ui. Ê củ gì tôi quên tên rồi, lâu rồi chưa thấy nè. À củ này là củ dền, hình như là củ dền. Đây tôi xem nè. Củ dền nè. À đúng rồi. Củ dền đâu? Việt Nam mình có củ dền mà, củ dền để nấu canh đó sao không biết hả? Đây lấy. Tôi không biết. Trời tối rồi, giờ mình phải đi ngủ trước đã. Ui có món mới bạn ơi. Ê dân làng, cho mượn cái giường nha. Đi ra. Tôi cùng vô chiếm giường người ta đây. Ok rồi, tôi ngủ rồi đó, Sam đi ngủ đi Sam. Rồi, ngủ luôn. Chúng ta cùng nhau ngủ đi rồi sáng mai chúng ta sẽ ăn món tiếp theo là củ dền nha bạn. Tại mình thấy cái này lạ nè. Ui. Ồ lạ, tôi nói thật là tôi chưa bao giờ ăn củ dền, từ nhỏ lớn chưa bao giờ ăn củ dền là gì luôn. Ê xạo nha, tính ra củ dền là người ta hay nấu canh mà Sam kêu Sam chưa ăn bao giờ, Sam xạo nha. Tôi chưa có ăn canh củ dền thật. Thủy không có ăn cái này. Gì? Thủy tôi không ăn cái này. Chưa từng ăn canh củ dền luôn hả? Ồ, chưa bao giờ. Thôi không sao. Thật. Vậy hôm nay mình sẽ cho Sam ăn thử củ dền nha các bạn nha. Rồi đây nè, Sam một củ, Phong một củ. Ủa mà cái này cần nướng anh ăn không ta, hay là ăn mình ăn không được không nhờ? Ừ. Ai biết, thường nướng coi chứ ăn này ăn không sao được. Quả để này tôi nướng thử coi, nhưng mà ở đây không có lò nướng. Đây có nhà của anh dân làng ở đây, để tôi vô tôi nướng thử coi mấy củ dền có nướng được không nha. Ôi không có nướng được. Trời, vậy là mình sẽ phải ăn không sao? Ok thôi không sao. Ủa ăn trực tiếp này bị gì không? Tôi không biết nữa, tôi nghĩ rằng là nếu như mà nướng được thì chúng ta ở ngoài đời chúng ta có thể ăn được củ dền mà nấu canh chẳng hạn, nhưng mà giờ mình phải ăn củ dền không thì nó có vẻ nó hơi kỳ á nha. Thôi không sao. Ok, và món tiếp theo chúng ta sẽ ăn đó chính là món củ dền nha các bạn nha. Ok ăn thôi, let's go. Và món ăn tiếp theo của chúng ta đó chính là
Tên. Cái này là củ dền đó bạn ơi. Mình hỏi người ta là cái này là củ gì thì người ta bảo mình là củ dền. Hồi nãy lúc mà mình mua các bạn là nó màu đỏ lắm, nhưng mà lúc mà mình luộc lên thì nó lại trở thành màu hồng đó bạn ơi. Đó, nó giống quả đào vậy ta. Giống quả đào á nè, xem quả này đi. Ủa mà củ dền này là ai trồng ta? Thường thường ở trong Minecraft á. Củ dền này thường là dân làng trồng ở trong Minecraft chứ đâu chứ ai trồng. Có hả? Nhưng mà thực sự cái củ này các bạn là mình chỉ nghe là người ta nấu canh thôi, chứ mình chưa bao giờ mình thấy ai ăn không như mình với Sam cả. Cho nên mình cũng hơi sợ không biết có ăn được hay không. Ui. Cái gì mà chỉ nước ra vậy? Nó xịt nước cái nè. Ghê quá. Có ăn được không vậy? Để Phong ăn thử trước cho. Ok. Cho Phong thử trước cho. I love you. Nghi à. Ghê quá. Cái củ ấy thật sự là chỉ dùng để nấu canh được thôi bạn ơi, chứ ăn không được. Nói thật, ăn mình ăn không á là mình sẽ kiểu nó hơi bị nhiều nước á bạn, mà ăn bị chát không? Nó không bị chát, nó kiểu bị nhiều nước quá và nó khiến cho cái miệng của mình nó bị giống như kiểu bị chảy nước miếng á, bị nói chung là nó ghê lắm, nói chung là cái này mình ăn không được. Không biết có ai ăn không được không, chứ mình là mình ăn không được. Mà mình ăn không được nha, là Sam chắc chắn không ăn không được rồi. Ủa mà từ mà trong Minecraft củ dền có ăn được không? Tôi nhớ có ăn được đâu. Được. Minecraft nấu canh củ dền được nè, mà ăn được luôn nha. Ăn được. Eo ơi, mấy bạn ơi, củ dền ăn đúng ghê luôn á, tôi thề. Từ trước đến giờ tôi ăn vậy ta, cà rốt nè, khoai tây nè. Đó, mà tôi còn thấy nó ghê rồi, mà ăn củ dền nó còn ghê hơn nữa bạn à. Tại vì thật sự không củ dền nha. Không nhận luôn. Sao? Sao? Công nhận là tôi ăn tôi thấy cảm giác không có cái gì ngoài cái vị, gọi là vị nó khó chịu lắm. Không ơi, ăn vô thấy khó chịu mồm lắm luôn á. Thời gì vậy? Thời luôn, mình bỏ vô miệng mình ăn á, xong đầu nó cứ làm cho mình kiểu như bị chảy nước miếng á bạn. Ghê lắm, nói chung là nó ghê lắm. Ok. Đó, thì á canh củ dền á thì mà nấu canh ở nhà mà ăn chung với thịt kho thì số 1 luôn. Nhưng mà nếu như mà ăn không thì rất là ghê, cho nên là bạn nào ăn được thì nhớ comment bên dưới nha, chứ riêng Phong với Sam là không ăn được luôn á bạn ơi. Bỏ tay luôn. Bỏ tay chấm cơm rồi. Ok. Thôi, bây giờ mình nghĩ rằng là tập này mình với Sam cũng đã ăn khá là nhiều rồi đó. Ăn cà rốt nè, khoai tây nè, củ dền nè, nói gì nữa ta? Gì nữa Sam? Sữa nè. Sữa. Bánh quy đúng không? Bánh quy đúng rồi, bánh quy. Cá. Đúng rồi, cá nữa. Là 6 món luôn rồi. Rồi, ok, thôi tập này ăn cũng no lắm luôn các bạn. Bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc tập này ở đây. Và nếu như bạn nào mà muốn mình làm thêm một tập nữa, và tập này mấy bạn muốn mình ăn cái gì, hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Vẫn còn rất là nhiều món luôn á. Nào là táo vàng nè, nào là cà rốt vàng nè, nào là bánh kem nè, rồi bánh bí ngô nè, thịt thỏ nè, rồi nói chung là nhiều lắm. Mấy bạn hãy nhớ comment phía dưới thì mình sẽ gọi là ăn ngay món đó nha. Ok. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Tạm biệt nha. Chào Sam nữa nha các bạn. Ok. Bye bye.